Mời tiên sinh. Làm sao thế? Không, không có gì. Hôm nay Khương cô nương rất lo cho tiên sinh. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nào, ăn thôi. Nhà đầu đó có gì bất thường không? Không có. Huynh muội người ta đều rất bình thường, đừng hỏi thăm nữa. Ăn đi, ăn đi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Không có gì. Ta thấy ngài không nên biết thì hơn. Ban nãy trên đường, Phù Minh Vũ tìm một cách thăm dò ta. Hoàng Tiềm chắc hẳn cũng thế. Mong Khương cô nương nói đúng sự thật, để Trương Bổ còn có chuẩn bị. Ngài thật sự muốn nghe à? Cũng không có gì. Hắn chỉ hỏi ta có quan hệ gì với ngài. Nhiệm vụ nguy hiểm như thế, vì sao ngài phải dẫn theo ta? Câu hỏi này chẳng phải trên đường chúng ta đã bàn rồi sao? Đúng là đã bàn rồi. Nhưng ta nghĩ ra một câu trả lời hay hơn. Ta nói huynh muội chúng ta tình đầu ý hợp nên bỏ trốn với nhau. Cô nói cái gì? Ta nói chúng ta bỏ trốn với nhau. Bậy nào. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Ta bảo không được nói linh tinh. Ta sợ nói nhiều bị lộ nên đã nghĩ cớ chặn miệng bọn họ. Ta đã nói sai à? Nhất thời ta cũng không nghĩ ra cái cớ nào hay. Ngọn nhẫn hỏng việc của ngài thì phải làm sao? Hơn nữa chẳng phải trước đây ngài nói để họ hiểu lầm quan hệ của chúng ta cũng rất tốt sao? Để họ hiểu lầm và cô tự nói có thể giống nhau được sao? Tại ta, đều tại ta. Sau này ta không làm hỏng danh tiếng của ngài nữa. Ngài bảo ta nói gì ta sẽ nói như thế. Đừng giận nữa mà. Danh tiếng của Trương Bộ có đáng là gì? Sau này Khương Diệu cô nương phải lấy chồng. Nói linh tinh như thế còn ra thể thống gì? Thể thống gì chứ? Dù sao ta cũng không...